Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Mình hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái quạt. Đây, quạt dàn lạnh trong xe của con Watt OEM. Watt OEM nó sẽ có hai đời nhé. Một đời loại đít sắt và một loại đít cái quạt này. Đấy, gọi là cái phần này nó bằng nhựa. Đấy, nó hai đời nó khác nhau. Đấy. Cái phần bằng nhựa ấy thì nhìn thì là nó khác kiểu hơn nhiều. Chân cẳng thì nó sẽ khác đấy, nó không giống đâu. Chiều cánh cũng khác rồi. Đây. Cái dòng này thì chỉ có 12V thôi, riêng dòng Watt AM này. Watt AM này đa số là có những loại xe là chỉ rơi vào tầm 7,5 tạ. 7,5 tạ đến 1 tấn như nhau. Đấy, nó chỉ khác nhau cái một loại là quạt nhựa và quạt sắt. Cái này, cái phần này hay về hay mình thường sử dụng là phần gọi là phần đít ấy. Đít quạt bằng nhựa hay bằng sắt khác nhau. Nhiều khi là kiểu như mình nói các cái dòng xe thì nó hay bị nhầm lẫn, cho nên là mình phân biệt là bằng sắt và bằng nhựa nó dễ nhất. Nhìn chiều cánh cái riêng cái cánh này nó phải đúng chiều cong của những cái lan nhựa này. Cánh nhựa này nếu như mà chiều cong nó ngược lại là quạt nó quay, nó không, nó vẫn quay theo chiều đấy nhưng mà nó không ra gió, hoặc là gió nó ra nhưng nó rất là yếu đấy, cho nên là phải tìm, nếu mà lắp đặt hoặc là mình mua bán những cái quạt này là phải đúng chiều cánh này thì bà nó ok được. Mình vừa giới thiệu cái quạt dàn lạnh lắp trong xe của con Watt AM. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Nếu như mà mình có thể là add Zalo, Facebook đều trên số điện thoại đấy nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.